Blackpink hiện là nhóm nhạc nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu với những bước đi vững chắc trên thị trường âm nhạc Mỹ. Ngoài âm nhạc bắt tai, nổi bật, họ cần có khả năng tiếng Anh tốt để tiến xa hơn tại đây. Qua những bài phỏng vấn tiếng Anh, có thể thấy bốn cô nàng đều có khả năng ngoại ngữ ấn tượng, không cần tới sự trợ giúp của phiên dịch. Trong đó, Ru được đánh giá là thành viên có khả năng nói tốt nhất. Trong các bài phỏng vấn, Ru luôn rất tự tin nhờ khả năng giao tiếp lưu loát như người bản xứ. Nhiều lần, khả năng ngoại ngữ của nữ ca sĩ được fan khen ngợi hết lời. Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhận luôn vai trò phiên dịch viên cho Jisoo trong nhiều bài hát tiếng Anh. Ru nói tiếng Anh mang âm hiệu đặc trưng của Australia, bởi dù là hàng kiều chính hiệu, nhưng cô nàng lại sinh ra ở New Zealand và di cư đến Úc khi mới 8 tuổi. Sau vòng thử giọng của YG tổ chức tại Úc vào tháng 5 năm 2012, cô nàng đã trở thành thực tập sinh nhỏ tuổi tại công ty. Mặc dù có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, nhưng cô nàng vẫn nhận không ít gạch đá khi thậm chí chưa từng học cấp 3. Khi nhận vào làm thực tập sinh của YG, cô nàng đã bỏ dở chương trình học tại trường trung học nữ sinh. Không chỉ Ro mà các thành viên còn lại của Blackpink cũng chưa tốt nghiệp cấp 3. Điều này từng gây nên tranh cãi và dân hàng đưa ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng idol là hình mẫu của giới trẻ nên phải chú tâm học hành, bằng chứng là có nhiều thần tượng vừa hát vừa tốt nghiệp cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Một bên lại cho biết các cô nàng phải làm thực tập sinh quá sớm nên chỉ cần đảm bảo cố gắng hoàn thành một việc, còn việc học có thể để lại sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo nhé.